cái positive energy thì như vậy người ta sẽ tạo ra cái năng lượng positive, thì như vậy nó sẽ tạo ra cái kháng thể, thì như vậy nó sẽ không gây cái phản ứng viêm, nó cũng không có bị nhiễm trùng dễ dàng, là tại cái hệ miễn dịch của người ta nó đã tự phòng vệ rồi. Trừ phi những cái phẫu thuật mà nó quá lớn, quá lâu. Chứ còn nếu mà mình nói là dưới 1 tiếng đồng hồ hay 30 phút không ăn thua gì cả. Nha, đó. Thành là cái điểm đó là điểm thứ hai. Điểm thứ ba là sau khi phẫu thuật xong á, thì mình dĩ nhiên là mình phải hướng dẫn cho người ta cái thủ cái cách mà súc miệng như thế nào, rồi còn phải cái chế độ ăn uống nữa. Nha, cái chế độ ăn uống nói người ta về á là dĩ nhiên là người ta ăn cái gì. Nếu mà người ta ăn mà những người đó mà về mà ăn toàn tích đạm còn thôi là tiêu rồi, tại vì người ta nghĩ là người ta mới mổ, người ta yếu sức, người ta về người ta phải bồi dưỡng. Nha, thì như vậy là nói người ta là trong cái thời gian đó tạm thời ăn đồ mềm. Nha, ăn đồ mềm và chủ yếu là ăn chất tinh bột, là tại vì chất tinh bột là carbohydrate. Ha, carbohydrate là nó chỉ thứ nhất là nó mềm, cái thứ hai á là nó cung cấp năng lượng nhiều, cái thứ ba là nó không để lại chất thải. Thật ra nếu như mình ăn chất tinh bột thì như vậy nó không có tạo ra những cái con vi khuẩn ở trong răng, nó không tạo ra những con vi khuẩn trong đường ruột của mình, thật ra nó không có cơ hội để xâm nhập vào trong máu. Còn nếu như mình ăn thịt, mình ăn chất đạm động vật đó thì nó dính trong răng, nó sản sinh rất là nhiều con vi sinh trong ruột, là như vậy nó có cái cơ hội nó xâm nhập vào máu đồng nhiều hơn. Cái nữa là khi mình sử dụng cái chất động vật đó thì nó dễ bị inflammation hơn, cái phản ứng viêm nó dễ hơn. Còn nếu như mình sử dụng cái chất carbohydrate đó, nó không có cái phản ứng viêm, thấy không? Đó, và nó cũng không có đau nhức nữa. Nó thì nó không có phản ứng viêm thì nó đâu có đau nhức nhiều, mà do cái hệ miễn dịch nó mạnh lên nữa. Thành ra cái chế độ ăn uống rất là quan trọng. Rồi, vậy thôi. Súc miệng sau khi ăn, súc miệng đúng cách. Rồi, chế độ ăn uống thay đổi thư giãn ra thịt thể, đơn giản. Còn nếu muốn nữa, ha, nếu muốn nữa thì súc miệng bằng cái gì? Đừng có súc miệng và ăn cơm hay là cái mau quá. Thật ra nó không tốt đâu. Tốt nhất là nên súc miệng bằng chất đắng hay chất chát. Thành ra người ta có thể về, người ta lấy chẳng hạn như trà, lấy trà xanh súc miệng, hay là vỏ măng cụt, để coi bên này có cái gì nữa ta. Nói chung là bất cứ cái thứ gì có chất chát hay chất đắng. Chà phi hả? Chà phi nó có chất chát thì tùy mùa đấy. Dạ. Nói chung là bất cứ cái gì không cần phải là cái mình ăn được nha, cái chất thải thôi. Tức là chẳng hạn như trái măng cụt, mình ăn cái ruột ở trong, còn cái vỏ cái gì thì lấy cái vỏ nó giã nát ra bỏ vô nước ngâm. Thì cái chất chát, chất đắng nó làm rất là nhiều nhiệm vụ, mình đã nói rồi. Thứ nhất là nó co thấp lại, phải không? Nó co thấp cái chân răng lại, thành ra thức ăn và vi trùng không có rớt xuống dưới được, thì nó đâu có nhiễm trùng. Cái thứ hai là chất chát và chất đắng nó tăng cường cái hệ miễn dịch lên. Đó. Rồi nó làm hưng phấn cái thần kinh hơn, nó làm cho cái máu của mình lưu chuyển nhanh hơn, thành ra cái tế bào đại thực bào bạch cầu nó tới nhiều hơn, thành ra ăn nào lên tâm mơ là nó giúp liền ngay lập tức. Đó, thành ra súc miệng bằng chất chát và chất đắng, thậm chí nếu mình có thể ăn được cái chất chát và chất đắng trong cái thời gian đó thì cũng tốt nữa. Rồi, như vậy là perfect rồi. Vậy thì mình, nếu mà mình uống trà, thầy nói là xài trà đó, là mình uống trà mỗi ngày, mình có nên uống trà xanh mỗi ngày có tốt không? Uống trà xanh mỗi ngày có tốt không? Tốt không có đại chúng? Tốt. Kinh Bát Nhã. Kinh Bát Nhã nói thế nào? Tùy lúc, tùy lượng. Dĩ nhiên là tùy loại. Trà xanh mà mình mua đúng cái chỗ mà nó xịt thuốc thì tiêu rồi. Và tại vì cái bá ở trên, bá độc non là cái nơi mà nó lập thuốc nhiều nhất. Thấy không? Thành đó lý do tại sao mà bên dưỡng sinh nó phải dài lá già. Nó không phải lá non, lá già nằm dưới nó đâu có lấy thuốc. Lá non ở trên nó hấp thụ năng lượng ít, dưới này nó tích lũy năng lượng nhiều. Đó, thành ra
tùy cái nguồn là thứ nhất, thứ hai tùy cách chế biến, tại có khi nó là lấy trực tiếp nó chỉ phơi khô thôi, nó không làm chi cả, còn có khi nó qua những cái công đoạn thì nó phải thêm thuốc tẩm, thêm những cái hóa chất khác nữa. Thứ ba là tùy lượng, ha, uống nhiều quá thì mình sẽ mất ngủ, ha, hay là uống nhiều quá thì nó sẽ gây rối loạn cái tiêu hóa của mình, nó không có hấp thụ được. Đó. Thứ tư là tùy lúc, mình súc miệng sau khi ăn thì tốt, nhưng mà mình uống sau khi ăn thì tiêu. Tại sao như vậy? Đây là cái sai lầm của mình ngày nay á. Hồi xưa thấy ông bà ăn cơm xong chế một chung trà uống, phải không? Mà ta uống nhiêu? Hai cái chung nhỏ nhỏ là nhiều. Mình ngày nay nghe nó tốt, chơi nguyên ly, phải không? Con hơn cha là nhà có phúc hay là có mạng đấy không biết. Là sai lầm. Và tại sao? Là tại mình cũng không có để ý. Cái sự khác biệt nó chỉ có một tí xíu thôi. Ngày xưa ta uống trà là khi ta ngậm một ngụm trà vào miệng, ngậm một ngụm rất nhỏ, và người ta đảo một vòng trong miệng trước khi ta uống. Còn bây giờ mình đưa cái ly vô miệng, mình nốc ọc ọc ọc. Sai lầm ở chỗ đó. Mà tại mình nói rồi, trà nó có vị gì? Vị giá và vị đắng. Thì như vậy cái nhiệm vụ trước hết của nó là gì? Khoa lấy tức là nó gom tụ lại, nó thắt chặt lại, phải không? Thì như vậy nếu mình làm cái nhiệm vụ đó trên miệng, thì như vậy những cái thức ăn mà khi mà mình nhai á, thì không nhiều thì ít, nó sẽ dính vào cái kẽ răng của mình, phải không? Nó dính vào kẽ răng, thành ra nó sẽ gom lại hết những cái lẻ tẻ khó thấy, khó lấy. Bây giờ nó hút, nó gom lại thành ra cái lớn. Mình chỉ cần xúc một cái là nó văng ra, nó chạy đi. Thì đó là cái thứ nhất, là những cái chất thải dính xung quanh. Cái thứ hai á, là khi mình nhai thì cái răng nó sẽ cục thừa, thành ra cái chân răng nó sẽ lỏng. Thì như vậy thức ăn nó sẽ rớt xuống. Thì như vậy cái nhiệm vụ của trà tiếp cháp đó là nó vừa gom, nó rút lên hết, sau đó là nó co thấp cái chân răng lại, cái núi răng lại. Thành ra bao nhiêu chất chát đã làm việc đã xong trên miệng rồi, thì khi mình nuốt cái đó xuống thì nó sẽ đóng cục sẵn và nó chờ nó thải ra thôi. Còn và mình uống ít vừa đủ cái lượng nó làm việc trong miệng thôi. Còn nếu như mình uống nhiều quá hay là mình uống không đúng, tức là mình làm từng nốc ực nó chạy cái khoang tử, phản ngược tác dụng của quá trình tiêu hóa. Quá trình tiêu hóa là nhiệm vụ của răng là chặt cho nó nhỏ, nghiền cho nó nát. Nhiệm vụ của dịch tiêu hóa, men tiêu hóa là phân hủy nó ra thành nhỏ hơn nữa. Bây giờ ăn chạy xuống đây, ăn kết cục nó lại cho nó ra thành cái cục to, tức là nằm ngược lại. Rồi cái thứ hai nữa là ăn chạy xuống đây, anh em ăn co thấp hết toàn bộ thành của niêm mạc, làm sao nó chạy qua để nó hấp thụ được, thấy không? Thành ra uống trà lúc đó là tiêu. Như vậy là uống được cho ốm là tốt. À. Tại nó không hấp thụ được, tất nhiên là ốm. Đúng, nếu mà những người muốn ốm, nhưng mà khi mà uống trà vô như vậy mà ăn như vậy á, thì nó kết tủa lại, phải không? Không hấp thu được, mà nó ra nó thấp luôn như thế này, thì nó làm sao? Tạo ra sỏi, ra sạm, ra khối u, chứ nó không ốm đâu. Nếu muốn ốm là đừng ăn mà chỉ uống trà không thôi. Đừng ăn uống trà không thôi thì nó sẽ ốm. Kiểu toàn ăn mà uống là tiêu. Thế thì súc miệng nhổ đi được không? Súc miệng nhổ đi cũng được. Đó. Thưa thầy, con của cô này hỏi con này là lễ khí công á, thì là những nói làm sao, điệu làm sao mà cô không có đây. Thật ra cái đó rất là dễ, quý vị có thể. Thưa thầy, con đếm là có bảy, thầy thì bảo nói có bảy môn đếm thành tám. Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quảng đại linh cảm Quan Thế Âm Phật, 8 nữa, chứ 17. 8 cái gì? 8 con chữ. 8 chữ. À, cái đó là tùy mình chứ, đâu phải đâu. Chẳng hạn như Nam Mô A Di Đà Phật có 6 chữ, mình vẫn đi qua 7 lại 7 bước được. Tức là tùy mình, tức là rồi cái niệm của mình ha. Tức là một cái câu, tức là nguyên một cái niệm của mình, một cái bài kinh Bát Nhã 260 chữ nó còn đi hết mà. Một cái niệm của mình từ đây mà bay lên tới cung trăng còn được mà.
đâu có. Thành ra khi mà mình quán đúng vậy, tức là khi mà mình rà soát xuyên cơ thể mình, nói người nó tại sao có một hơi thở mà sao mà nó đi từ đây đi xuống đây được, nó trời nó đây từ đây nó đi lên cung trăng nó đi mà được, mà từ đây đi xuống đây mà đi một hơi thở đi không được sao? Mà nó do mình bị dính mắc rất là nhiều, thấy không? Biết là niệm làm sao? Thành ra khi mà mình nhiếp tâm, tức là mình có thể lấy một danh hiệu, thậm chí mình có thể lấy hết tất cả những danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát, mình có thể là khi mình nhiếp tâm vào đó là mình cứ đi xuống một niệm, ha, một danh hiệu đi lên một danh hiệu, tức là tùy theo nhanh hay chậm là do mình thôi, ha. Và thậm chí cũng không phải là mình bắt buộc là phải mỗi cái bước mà có một cái chữ trong đó, thấy không? Đó, tức là mình có thể là nó hết cái, nếu mình niệm nhanh thì nó hết trước khi là mình lại ra cũng được, chứ không bắt buộc, miễn là mình nhiếp tâm vào, ha. Tại vì khi mà thực ra mà nói là cái đó là mình vẫn còn dính mắc, vẫn còn nương tựa, ha. Còn cái sám hối thực, cái sám hối mà chân chính nhất là cái tâm mình sám hối, ha. Thành ra mình nói là tấm tội vốn không do tâm tạo, tức là mình có suy nghĩ đến nó mình mới có tạo tác mà mình còn bị dính mắc. Còn khi mà mình không còn nghĩ tới nó nữa, ha, tức là mình lên mình lại sám hối như vậy vẫn chưa, mình lên mình phát lò với Đức Phật vẫn chưa, mà mình chỉ ngồi tĩnh tâm lại, tâm của mình nó vắng bạch, tức là sau khi mình nhìn thấy tất cả những cái rồi mà bắt đầu mình bạch tâm nó, thì khi cái tâm mình nó bạch, nó vắng lặng rồi thì nó đâu còn cái gì để mà nó tạo ra, đâu còn cái gì để nó dính vào đâu, ha. Thành ra khi mà giai đoạn đầu mình vẫn còn quen cái thói quen là niệm danh hiệu lễ lại, bây giờ mình kết hợp vào đây, nhưng mà tới một lúc nữa là mình lễ lại là coi như thậm chí mình đi một cách rất là đều mà nhẹ, mình thở vào thở ra nó có đó mà mình cũng không còn tác ý nữa, không còn thấy nó nữa, cái lễ lại của mình một cách nó cũng tự nhiên, ha. Nó đi hầu như nó hòa theo cái sóng của vũ trụ vậy đó, tức là lúc đó cái tâm mình nó vắng bạch, nó sáng, tức là mình vẫn cứ đi đều nó thấy vậy thôi, cái hơi thở nó cũng đi nhẹ nhẹ đều đều, thành ra đó mình không cần phải niệm gì hết trơn. Thì lúc đó mới thực sự là tâm sám hối. Còn giai đoạn trung gian ở giữa thì mình có thể mượn. Dĩ nhiên là cái giai đoạn đầu tiên là mình theo cái động tác, thì mình bắt đầu mình nhiếp tâm từ từ rồi. Nhưng mà nếu nó chưa nhiếp tâm nữa thì bắt đầu mình theo cái hơi thở. Theo cái hơi thở mà nó chưa được nhiếp tâm nữa thì mình bắt đầu mình thêm vào một cái danh hiệu như vậy nữa. Thì nhưng mà cái đó vẫn còn là cái tư tưởng nó dính mắt. Đó. Nhưng mà sau khi mình quen cái đó rồi, một thời gian thì tâm mình nó vắng bạch, nhưng mà nó đi vào chân thầy. Bây giờ thì lúc mới có cái tra của Nhật Bộ mà trong đó tra xanh nhưng mà có bỏ cái gạo rang vô đó thầy, thầy là có tốt cái tra là thì cũng được, tức là người ta sử dụng cái đó để làm chi, tức là cái đó là mục đích, đó là tại vì thật ra cái trà là cái trà xanh nó không có quá dương, ha. Và người ta sử dụng cái gạo lứt rang đó là để cho nó có cái tính dương, để nó rút cái đó đi vào sâu bên trong, chứ không có gì trên đó, ha. Đó thành ra nó sẽ có tác dụng sâu hơn, thẩm thấu sâu hơn. Con cái vấn đề với trà sau khi mổ thì bình thường con nói bệnh nhân không uống nấm thì nấm làm đúng rồi dạ, thì đừng có uống nước nóng, uống tức là không phải uống, tức là sau khi mổ một thời gian sau á thì uống nước nóng được, nhưng mà vừa mổ xong á, tức là nói chung là mấy tiếng gần đó thì nên ăn đồ nhẹ, nhưng mà trước hết phải tập súc nước lạnh, súc nước lạnh, nước muối nhẹ, nhưng mà thậm chí á, tức là giai đoạn đầu nghe, cái mới về á thì súc nước muối lạnh, nhưng mà sau có một hai lần súc nước muối lạnh rồi đó là súc nước chát nước đắng, súc nước chát nước đắng thì nó sẽ thẩm thấu sâu hơn. Tại vì cái đầu tiên mình sử dụng cái nước muối sinh lý để làm gì? Để nó kéo hết tất cả những phân vi trùng, những cái cặn bã, những cái tế bào dơ ra trước, nó dễ. Thì sau đó mình mới bắt đầu dùng cái kia để nó rút mạnh hơn.
Chứ còn nếu mà mình chưa dùng cái nước muối trước mà mình dùng cái nước chám đó, thì có khi nó chưa kịp rút lên hết, nó đã thấp lại rồi, thành nó sẽ không đọc ở dưới. Con cũng nói với bệnh nhân không được làm như vậy quá. Thì mình hoặc quá. Thật ra nếu nước súp, nước muối thì phải làm như thế nha. Nước muối hả? Yeah. Không thì mình cứ ngậm, mình cứ ngậm xong rồi đảo á. Không phải nói chú hả? Phật là tức là mình đảo vòng tròn, tức là theo cái vòng 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 tròn như vậy thì nó cứ đi, nó cứ lượn lượn xung quanh hết những cái chân trang. Muối sinh lý là gì vậy? Nước muối sinh lý hả? Tức là nước muối nhạt nhạt giống như cam gì đó, là tại vì nó giống với cái nồng độ trong máu mình. Thì thường là nước muối sinh lý, tức là nước muối 0.85 hay là 0.9% đó. Chứ không phải là muối biển hả? Thì lấy muối biển, lấy muối biển pha, nhưng mà pha nó nhạt nhạt như là nước canh. Tại vì nó phải cùng cái nồng độ với cơ thể mình. Tại vì nồng độ trong cơ thể mình nó là 0.9. Tức là cái nước biển mình truyền dịch đó, phải không? Cái nước truyền dịch của mình đó, cái nước truyền dịch của mình đó là 0.85 hay là 0.9%, người ta nói gọi là 0.9%, thì nó gọi đó là nước muối sinh lý, là nước biển nha, là nước muối sinh lý hay nước biển, là cái gọi là cái dịch truyền của mình đó. Đó cái tiếng Anh nó gọi là normal saline ha, normal saline. Thì cái sai lầm của mình đó là mình sử dụng cái nồng độ quá mạnh ha, mình sử dụng cái nồng độ quá mạnh thì nó không có tốt. Làm sao mình đo được nếu nếu nó nhạt nhạt như cam gì đó, nhạt hơn cam của mình nữa đó. Đúng rồi, nó nguy hiểm. Tại vì xúc nước muối mạnh quá là nó sẽ làm vỡ cái tế bào, là tại vì ở trong cái nồng độ muối ít, ở ngoài cái nồng độ muối nhiều, thành ra nó sẽ hút hết nước ở trong tế bào mình ra. Đó thì như vậy khi nó hút hết nước ra thì nó làm cái tế bào nó bị teo lại, nó bị vỡ. Đó. Hay là vi trùng nó sẽ dễ xâm nhập vào hơn. Thành ra mình phải lấy cái nồng độ bên trong bên ngoài bằng nhau. Đó. Thì như vậy mình mới dụ những cái con vi trùng hay những cái trong này nó mới chạy ra đó được, và nó không làm tổn hại cái tế bào của mình. Còn nếu mà sử dụng muối mạnh quá thì nó rút hết nước ra, nó làm vỡ tế bào. Dạ thầy, dạ thầy có những trường hợp nào mình không xài được không, hay là mình cứ có thể xài tất cả mà? Chưa thấy có cái nào chống chỉ định, tại vì nó không có cái gì gây nguy hại hết trơn á. Tất cả các bệnh, tất cả các bệnh đều có thể sử dụng được hết, là tại vì nó vừa là cái chất để giúp nhuận trường, vừa cái chất là tăng cường miễn dịch, vừa cái chất là bảo vệ tim mạch, vân vân. Thật ra so far là bao năm trời là sử dụng, là tất cả các trường hợp là không thấy trường hợp nào mà cũng chưa có nghe ai nói là có cái phản ứng gì, trừ phi có những người người ta nói, nhưng mà mình phải kiểm chứng lại. Tức là người ta nói uống hạt chia nhiều, pha đập có bị táo bón nha. Thì cái câu hỏi đặt ra là người ta có nuốt cái hạt chia khô không? Không ai nuốt hạt chia khô được, là tại vì bỏ vô miệng cái là nó nở, nó dính liền tới cắt ha. Nó bỏ miệng nó nở, nó dính liền tới cắt. Thành ra khi nó dính lại như vậy á, khi nó dính lại như vậy, tuy nhiên khi nó vừa dính lại cái thì cái chất xung quanh nó là chất nhầy, thấy không? Thành ra nó có thể dính lại với nhau, nhưng mà nó không thể dính vào một cái gì khác, là tại vì xung quanh nó là có cái chất nhầy nó trên. Thành ra giả sử như nó không được nở ra hết, nó bị dính chùm lại với nhau, nó không có trôi lang thang tự do được, nhưng mà nó sẽ không cách nào bị dính vào một cái chỗ nào khác hết, tại vì nó trên đó. Thành ra nó sẽ trôi ra, và đặc biệt là trong ruột mình đó, là khi đó nếu mà nó còn khả năng nó rút nước xuống, nó sẽ cuốn nước mà nó đi ra, mà nó có cái chất nhầy thì nó không có cách nào nó kẹt lại được hết trên. Giả sử như mình nói là mình ăn gạo rang nha, mình ăn những cái thứ mà nó khô, mà nó hút nước, mà nó rất là nhiễm, nó không có cái chất nhầy thì nó vào nó dính thiệt. Thì những trường hợp nó có, tức là nó gây táo bón cứ ngắt luôn đó, tức là nở ra nó cứ ngắt luôn. Nhưng mà cái chất Achia này thì nó không có cái cơ sở khoa học, nó hoàn toàn không có khả năng xảy ra. Bên Việt Nam không có hột chia thì mình xài hột é được không thầy? Có chứ. Bây giờ còn nhiều lắm, nhiều mà rẻ ở đây nữa.
Dĩ nhiên là hạt é nó cũng được nếu mình sử dụng nó trên cái nguyên tắc mà chỉ cần lấy cái chất nhầy của nó để giải nhiệt không thôi. Nhưng mà bạn ấy mà nói về những cái tính năng khác đó, tức là chẳng hạn như cái omega 3 để bảo vệ tim mạch hay là những cái tính năng khác của nó thì hạt é nó không có bằng. Thưa thầy, bên Việt Nam thì con biết là họ nhờ những người du đại viên đó, họ sắp về Australia, Canada, Mỹ đem về bán rẻ hơn bên đi nhiều. Một cái bịch là 2 pound tự nhiên 900 gram mà chỉ có 500 ngàn thôi. Ở đây mình á, một gói 250 gram là 8 euro. Cháu không thấy bán cũng có. À, ở đây hả? Việt Nam có đấy. Có. Mấy trời dưỡng sinh bây giờ nhiều rồi. Sao nó nhập hàng thì ốc về. Nhiều lắm. Nhiều lắm. Nhưng vấn đề là Việt Nam đã hay làm dở. Tức là lẫn. Ở đấy hả? Ở chỗ Việt Nam hả? Nó giống giống như không có cháu cả. Một cái phạm bác sĩ. À, đúng phạm bác sĩ. Phạm bác sĩ bán. Rẻ lắm. Rồi, thôi mình tạm ngưng ở đây nha. Ngày mai mình tiếp tục. Dạ. Rồi mời đại chúng chúng ta ngồi lại ngay ngắn thoải mái và thư giãn, chúng ta trở về lắng nghe hơi thở của mình, mang sự tỉnh thức về trọn vẹn để chúng ta cùng nghe tiếng chuông và chúng ta kết thúc. Rồi chúng ta nghỉ giải lao 10 phút thôi, mình tập trung lại để mình ngồi tĩnh tâm điều trị ha.